Chào mọi người. Thì hôm nay em đang test cái con sạc MPPT 12V 40A với một cái tấm pin năng lượng mặt trời 405W. Thì bây giờ em sẽ đo cái điện áp của tấm pin xuống. Trước khi em test á, em cúp CB rồi. Em sẽ đo cái điện áp của tấm pin cho mọi người xem là cái điện áp của tấm pin là bao nhiêu volt nha. Điện áp của tấm pin là tấm pin mặt trời xuống là 43,6V nè, 43,6V. Bây giờ em sẽ bật cái CB lên. Đây, cái đồng hồ này nó sẽ báo nha, là cái điện áp làm việc của tấm pin là 31,41V. Rồi tấm pin nó đang xuống là 111W. Thì ở cái đầu ra nè, đầu ra là em đang sạc cho cái bộ ắc quy của em ở hệ 12V là 70W. 70W thì trở lại đây là hiện tại là 73W, thì nó gần như là 95% nha mọi người, 95%. Tại vì điện hiện tại là trời đang mát lại đó, cho nên là đây là 74W nè. Đó, 74W là đồng hồ đầu vào. Đồng hồ đầu ra nè cho mọi người xem nè, 70W. Thì nó chênh lệch với nhau khoảng 4W ha. Đó, rồi dòng của tấm pin đầu vào là 2.38A nè. Dòng của dòng sạc đầu ra là 5.91, coi như là 6A ha. Đó, 6A. Và hiện tại là đang là 80W rồi nè. 80W, 85W. Thì nó không có chênh lệch bao nhiêu ha. Thì cái con sạc này là con 12V 40A. Thì nó dòng sạc tối đa của nó là 40A nha. Rồi số watt pin đầu vào tối đa của nó là 500W pin. Và điện áp đầu vào tối đa là 70V nha. Thì hiện tại nãy em đo cái tấm pin đầu vào này là lúc hở mạch là 43W mấy đó. À, lúc điện áp làm việc là nó khoảng 31V nè. Thì con này là em đang test. Rồi, ở đây thì em cũng có những con này em đang chuẩn bị test luôn. Thì để em giao hàng cho khách á, cho nên là đây em để em test sẵn. Rồi chút xíu nữa thì em sẽ test cái con này là con 12V, 24V. Còn đối với cái con đen này em đang test nè, con này nó chỉ chạy hạn 12V thôi. Đó, khi mà nó nóng lên thì cái quạt ở bên trong này nó sẽ quay hơi ồn chút xíu mọi người. Nhưng mà nó quay khoảng 30 giây là nó sẽ ngưng, nó sẽ không quay nữa. Đó, nó quay xong chút xíu nó mát bên trong là nó sẽ ngưng. Rồi bây giờ em sẽ ngưng test cái con 12V và em chuyển sang em test cái con 12V, 24V. Thì con này nó chạy được hai hệ 12 và 24 ha. Thì bây giờ thì em đang test cái con hệ 12, 24, 40A. Con này thì chúng ta dùng sạc được cho hai hệ ắc quy. Nếu như chúng ta dùng hệ 12V đó thì ở bên đây nó có một cái công tắc nè mọi người. Thì ở cái mức không này là sạc hệ 12V ha. Còn nếu mọi người muốn sạc hệ 24V thì mọi người bật nó lên là cái đầu ra này nó ra 28.9 hoặc là 29V á, tùy theo mọi người chỉnh ở trong. Thì để sạc cho hệ 24V thì bật công tắc này, còn để sạc hệ 12V thì chúng ta tắt nó đi ha. Rồi áp đầu vào tối thiểu là 20V ở cái hệ 12 á, còn hệ 24 là đầu vào tối thiểu là 36V. Rồi công suất thì em có ghi rõ trên cái con sạc này rồi ha. Đây cho mọi người xem là em đang chạy nè. Pin đầu vào hiện tại là 52W. Rồi ở đầu ra hiện tại là 42W, trên nhau 10W rồi. Thì chúng ta cũng có thể chỉnh được cho nó cái công suất nó lớn hơn ha. Thì do cái ắc quy của em, cái hệ ắc quy của em hiện tại là nó không có đói lắm, cho nên là cái dòng sạc nó cũng không được cao, công suất nó cũng không có được cao lắm ha. Đây là sạc được 70 80 mấy W nè, 90W. Trời đang nắng lên này đó, 100 mấy W rồi nè. Đây, 106W. Nói chung thì cái con này chúng ta dùng sạc hệ 12 và 24 thì nó cũng ok ha. Còn cái quạt nó khi nào mà bên trong nó nóng lên thì nó quay hơi mạnh, và nó quay khoảng 30 giây thì mạch nó mát hết thì nó ngưng. Rồi hồi nếu nó nóng lên thì nó tiếp tục nó quay ha. Rồi thì em đang test đồng loạt hết trơn những cái con sạc này để em
giao cho khách cũng như là sạc 12V 40A. Con này thì em test xong rồi và anh đang test cái con này nữa. Tiếp theo thì em sẽ test hết trơn mấy con này rồi em sẽ giao từng khách một ha. Rồi em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em nha. Chi tiết cái con sạc này thì mọi người cần mua thì liên hệ với em qua số Zalo ha. Em sẽ hướng dẫn chi tiết hơn ha.